Scrum Master như là một người coach hay còn gọi là người khai vấn. Vai trò Scrum Master trong Scrum team như là chất xúc tác, là cầu nối cho những thành viên trong team gắn kết với nhau. Nhưng đó là một công việc không hề dễ dàng, vì bạn là một Scrum Master phải hiểu được rằng làm thế nào để giúp và hỗ trợ team mà không ảnh hưởng đến việc self manage của Scrum team. Coaching là một kỹ năng vô cùng quan trọng mỗi scrum master có thể sử dụng kỹ năng coaching khi cần để giúp scrum team vừa có thể trả lời được khó khăn bởi chính họ và cũng vừa không ảnh hưởng đến self manage của team. Scrum master có thể áp dụng coaching cho những ai câu trả lời là cho bất kỳ ai đang có một vấn đề cần được giải quyết người đó có thể là developers hoặc một nhóm developers có những vấn đề chung đang cần sự hỗ trợ hoặc họ có thể là Product Owner hay thậm chí có thể là một Leader nằm ngoài Scrum team như là một Agile Leader hay bất kỳ ai khác trong tổ chức nếu họ cần: vậy khi nào một Scrum Master cần coaching Scrum team của mình: là khi ai đó hoặc nhóm đang có vấn đề cần được giải quyết và họ đang muốn tìm giải pháp; một ai đó hoặc nhóm muốn có một kế hoạch để đạt được mục tiêu hay một ai đó không hài lòng với hiện tại và muốn thay đổi nó. Làm sao để khai mở và mời gọi một người hay một team vào buổi coaching? Trong kinh nghiệm của tôi, nhận thấy có 3 loại tính cách thường xuất hiện trong một buổi coaching. Thứ nhất là người tham quan hay còn gọi là visitor. Người này đến với bạn bởi vì một ai đó đã khuyên họ nên đến để bạn giúp đỡ họ. Thường thì người này với quan điểm chỉ đến với bạn cho biết, thường bạn sẽ không thể bắt đầu buổi coaching với họ được. Thứ hai người đang phàn nàn và khó chịu về điều gì đó hoặc về ai đó bạn sẽ dễ dàng nhận ra họ vì họ sẽ luôn dùng những lời lẽ tiêu cực việc của bạn là hướng họ đến việc dừng than phiền và muốn thay đổi thực tại lúc này họ mới sẵn sàng cho việc coaching thứ ba người đang không hài lòng với thực tại nhưng không có câu trả lời đây là điều bạn đang chờ đợi bạn có thể bắt đầu buổi coaching ngay lập tức với những ai đang có mong muốn này vậy làm sao để bắt đầu kỹ năng coaching là không dễ thành thạo nó cũng đòi hỏi những kỹ năng mà người coach phải am tường và hiểu rõ kèm với việc thực hành nó liên tục sự thông thạo luôn cần phải có sự nỗ lực và mồ hôi nếu bạn chưa biết gì về coaching bạn nên tìm hiểu nó bằng cách đọc sách hoặc tham dự các khóa học chuyên sâu về coaching và bắt đầu thực hành Coaching sẽ giúp cho vai trò Scrum Master của bạn một công cụ, cách thức vô cùng hiệu quả để hỗ trợ Scrum Team và Organization tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video của Scrum Việt hữu ích, hãy like, share và subscribe YouTube channel của Scrum Việt để tiếp tục theo dõi những video mới của chúng tôi nhé.